trẻ hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn. Sử dụng các công cụ tìm kiếm thân thiện với trẻ em. Nhằm giúp trẻ em phát triển và lớn khôn trong môi trường an toàn và lành mạnh, các bậc phụ huynh nên lựa chọn và cho phép con trẻ được sử dụng các công cụ tìm kiếm trên Internet sao cho phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ, sử dụng YouTube Kids để phục vụ cho việc vui chơi và giải trí của con. Bật tính năng an toàn trên Google khi trẻ bắt đầu tìm kiếm. Đặt ra các quy tắc an toàn cho trẻ khi sử dụng máy tính. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng Internet mà ba mẹ có thể đặt ra cho bé. Chỉ truy cập vào những trang web lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi. Không nói chuyện với người lạ trên mạng. Bảo ngay với người lớn khi nhận được những tin nhắn lạ. Bảo mật thông tin cá nhân của mình, như tên thật, số điện thoại, địa chỉ. Giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử. Nhiều trẻ dành hơn 7 tiếng mỗi ngày vào màn hình máy tính được chẩn đoán là có nguy cơ bị trầm cảm. Vì vậy, việc giới hạn thời gian sử dụng mạng cho trẻ là việc làm rất cần thiết. Ba mẹ có thể khóa điện thoại của trẻ một tiếng trước khi đi ngủ hoặc chỉ cho phép trẻ dùng thiết bị điện tử ở một số giờ nhất định trong ngày. Lắp đặt máy tính ở phòng khách hoặc khu vực chung. Phụ huynh nên lắp đặt các thiết bị có kết nối Internet ở những vị trí có đông người thường xuyên qua lại, sinh hoạt. Điều này sẽ hạn chế trường hợp trẻ truy cập vào những trang mạng không lành mạnh, nội dung không phù hợp, nhạy cảm. Các thành viên trong gia đình cũng sẽ dễ dàng quản lý và quan sát các hành vi, thói quen thường ngày của trẻ.